Và xin mời toàn thể quý vị và các bạn hãy cùng hướng mắt về quả cầu long lanh lấp lánh đằng kia để chào đón ban giám khảo. Xin hãy chào đón giám khảo John Huy Trần, giám khảo Đàm Vĩnh Hưng và giám khảo khách mời, thưa quý vị, ca sĩ Nu Phước Thịnh. Các bạn có thấy một điều gì đặc biệt không ạ? Hôm nay ba nam thần của chúng ta đều chọn cho mình gu màu rất là quý phái, cổ điển. Có những người còn lấp lánh, có những người rất là huyền bí. Ống ánh. Rồi có những người áo chải xệ, nhưng nó vẫn không kém cái phần liêu trai, làm cho người ta muốn khám phá, muốn xé toạc cái đó ra coi bên trong nó là cái gì. Tại sao lại như vậy? Là tại vì ngày hôm nay cái chủ đề là về thần thái, là về cái sự huyền bí và muốn khám phá bên trong. Chủ đề nhảy jazz. Bây giờ thế này, quý vị, những người mà chưa tìm hiểu về cái bộ môn này biết nhảy jazz là như thế nào, tôi mời John Huy Trần ra biểu diễn thử các bạn xem được không? Đấy, John ra đi vài đường để mọi người hiểu jazz là gì. Clap your hand. Các bạn thấy là hôm nay attention đẹp không ạ? Mới cắt tóc này ha, giảm cân thành công ha, không còn bụng ha. Các bạn thấy là đây là một trong những giám khảo mà đầu tư giày dép nhiều ha, giày 1000 màu ha. Ok. Đây là, tôi chỉ nói sơ sơ, đó là bề nổi đó nha, đây là bề chìm nè. Jazz là gì John hả? Jazz thì có rất là nhiều phong cách khác nhau. Phong cách của châu Phi và pha vô với kỹ thuật ballet, đó thực sự là jazz. Ừ, nói vậy là dễ hiểu lắm đó John. Có cách nào cho thấy luôn không? Thì mình có jazz cổ điển, classical jazz. Okay. Thì mình làm mấy cái động tác như là ball change, Paderbury, mình quay, bam, bam. Tùm tùm ta ha way up. Ok. Còn nếu mà jazz hiện đại thì sao? Mình có jazz funk và street jazz. Jazz đường phố, funk đi. Jazz funk cái kiểu là da 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 boom ha boom a đó đó boom. Cái kiểu kiểu như vậy. Là cái kiểu mà phải bẻ khớp dặn xương không được đó. Đúng rồi. Còn cái street jazz là sao? Street jazz là jazz đường phố thì okay. Nó nắm mạnh hơn, like 1 2 boom boom ha boom ha ha ha. Cái kiểu như vậy nè. Có nghĩa là hồi nãy cái kia là nó gói về, còn này là đẩy ra. Nhưng mà nhảy cái mặt nó phải sexy đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Nó hơi chảnh chảnh đúng không? Dạ. Quay qua cái hình này nó đẹp hơn, làm lại đây 2 3 and boom a boom a boom a. Vậy là hợp lý đấy. Cái này jazz funk. Thì tôi thấy là như vậy là đã không phân biệt thì hai người kia cũng phải ra nhảy chứ đúng không? Chứ cái gì mà phân với biệt cái gì ở đây? Tại vì mặc đồ đẹp như vậy mà không ra nhảy, đúng không các bạn? Mời hai người, xin mời. Các bạn thấy không? Cái anh Đàm mà không ra thì làm sao thế giới biết được là anh có đôi giày còn chiếu hơn của John Huy Trần? Ra đây để cho thấy giày chứ không để nhảy. Nếu nhảy là bé Nụ nhảy giỏi lắm. Bé Nụ. Đúng rồi. Mời bé Nụ nhảy vài đường jazz. Talking all that jazz. Anh Hưng. Anh không biết, thật là khó cho anh. Nói chứ anh Hưng là anh nghiêm túc quen rồi. Cái cao á thì bóng phải cả, cho nên là anh Thành á anh phải bợ liền cho anh Hưng vậy đó, để cho anh Hưng anh không có phải nhảy, không phải thì phạm. Thì nãy Nụ với anh John là nhảy muốn chết luôn đó, quý vị thấy bất công. Quý vị khán giả ơi, John là master, còn Nụ là người nhảy rất căn bản, rất rõ ràng. Cái này Hưng chịu thua thiệt. Có nghĩa là mỗi người một trường phái thôi. Thành thử ra thôi mình cho anh Hưng anh nợ một lần ha, rồi lần sau có gì anh sẽ biểu diễn. Rồi, 100 vỗ tay cho cả ba vị giám khảo. Cảm ơn các anh.